Hành Trình Công Lý là dự án truyền hình mới của Hồng Diễm và Việt Anh, dự kiến nối sóng Gara Hạnh Phúc trên khung giờ vàng của VTV3. Bên cạnh sự góp mặt của những gương mặt trẻ đầy tiềm năng, phim còn quy tụ sự tham gia của nhiều diễn viên gạo cội của màn ảnh Việt. Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa, thủ vai mẹ của Vân Trang trong Thương Ngày Nắng Về vừa xác nhận sẽ góp mặt trong phim. Thông tin này được chính nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa chia sẻ trên trang cá nhân vào sáng 2 tháng 10. Theo đó, người nghệ sĩ gạo cội cho biết mình rất vinh dự khi được tham gia diễn xuất trong phim Hành Trình Công Lý. Trong ảnh, nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa được ekip phim tặng hoa, bà đứng chụp ảnh vui vẻ cùng Hồng Diễm và dàn diễn viên. Được biết, nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa sẽ tham gia vào phim mới của Hồng Diễm với vai trò khách mời đặc biệt. Dường như loạt ảnh trên được chụp lại sau khi bà hoàn thành cảnh quay. Như vậy, sau Doãn Quốc Đàm, nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa là diễn viên tiếp theo trong dàn cast Thương Ngày Nắng Về xuất hiện trong phim mới của Hồng Diễm. Bài đăng của nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa nhận được nhiều bình luận tích cực của người hâm mộ. Theo đó, khán giả vô cùng mong chờ sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa trong dự án mới này. Trước đó, bà từng gây ấn tượng với diễn xuất đỉnh cao trong phim truyền hình Ăn Khách Thương Ngày Nắng Về. Hành Trình Công Lý được làm lại từ một dự án truyền hình về đề tài luật pháp của Hàn Quốc từng gây sốt. Đây là phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Hồng Diễm sau Hướng Dương Ngược Nắng và Việt Anh sau Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực Hồng Diễm, Doãn Quốc Đàm, Việt Anh, Thu Quỳnh, Quốc Huy. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.